Chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Nó nay quay cho một số anh em hỏi mua giống cây sâm núi trái nha anh em. Nay em bán toàn bộ là sâm núi trái nha. Đó, đây là cây vô bầu sống khỏe nè. Đây, anh em xem nè. Đó, cây cao khoảng 4 tấc đến 5 tấc nha. Đây em đo cây này thử cho anh em xem. Đó, cây này gần 6 tấc luôn nè. Đây. Cây cỡ chiếc đũa nha anh em. Cây nó cỡ chiếc đũa chứ không cỡ ngón tay trỏ được nha. Đó, cỡ chiếc đũa thôi nha. Đó, cây vô bầu sống khỏe. Rễ rất là nhiều luôn rồi. Nè anh em xem nè, cầm bầu lên nè. Đó, cây cao khoảng 6 tấc đến 5 tấc 6 tấc nha. Đó, có hai loại nhánh chiếc thì nó cũng giống vậy luôn nha anh em. Nhánh chiếc thì nó cũng tương tự như vậy luôn. Nhánh chiếc thì mình không có vô bầu thôi. Còn cái này đây là một số em vô bầu để em bán cho anh em ở xa. Nó nhánh chiếc thì 16 ngàn một nhánh, nó cũng cỡ chiếc đũa thôi. Đây. Cỡ chiếc đũa ha, cao từ 5 tấc đến 6 tấc. Hai. Đó, cây này 3 gang của em, hơn 3 gang luôn nè. Đây. Đó, cái này vô bầu sống khỏe thì 35 ngàn một bầu giống vậy nha anh em. Đó, còn cái nhánh chiếc thì nó cũng giống vậy thôi. Cái này là cái nhánh chiếc em vô bầu thôi. Rồi nhánh chiếc thì nó cũng cỡ vậy, cũng tại một số em lấy em vô bầu để bán cho anh em. Rồi anh em nào mua nhánh chiếc thì 16 ngàn một nhánh, còn vô bầu sống khỏe giống vậy thì 35 ngàn nha. Đó, đây nè, em tạo dáng để chuẩn bị trồng dưới đất này nha anh em. Đó, sâm núi trái hoàn toàn 100% là sâm núi trái nha. Đó, đây là cây em vô bầu nè, em chuẩn bị em trồng. Nó rễ rất là nhiều luôn nè. Em vô bầu, anh em mua về thì cứ tạo dáng theo ý thích của mình. Em làm có làm những cái clip tạo dáng á, anh em xem. Này, tạo dáng chứ thì trồng nha anh em. Đó, này em tạo một bộ số dáng đổ nha. Đó, cây cao 5 tấc đến 6 tấc, cỡ chiếc đũa thôi nha anh em. Cây nó cỡ chiếc đũa nha, chứ không có lớn cỡ ngón út được nha. Đó, tại cái cây lớn về mình trồng hao hụt rất là nhiều nha anh em. Đó, cây nhỏ thì tỷ lệ sống mình trên 90% luôn. Đó, cây vô bầu sống khỏe. Cao từ 5 tấc, 6 tấc, 4 tấc, 5 tấc, 6 tấc luôn nha. Đó, tất cả vô bầu. Rồi thì nhánh chiếc thì cũng y chang vậy luôn nha anh em. Đó, nhánh chiếc thì 16 ngàn, vô bầu sống khỏe thì 35 ngàn. Đó, vô bầu giống như này em bán 35 ngàn nha. Đó, tại thời gian vô bầu rất là lâu nha anh em. Này vô từng 3 tháng rồi. Đó, vô bầu 3 tháng rồi. Đó, sâm trái 100% nha. Đó, bên đây nè. Thì nhánh chiếc nó cũng cao 5 tấc đến 6 tấc nè. Anh em xem rễ nè. Rất là nhiều luôn. Cũng cao 5 tấc 6 tấc nha anh em. Đó, giống cây này khoảng 5 tấc nè. Gen 2 gen nè. 5 tấc. 5 tấc 6 tấc. Nó có hai loại nhánh chiếc thì y chang vậy là không có vô bầu nha. Thì 16 ngàn. Còn vô bầu như thế này 35 ngàn nha anh em. Đó, cây này cao hơn luôn nè. Anh em đừng có ham cây lớn. Cây lớn gì mình không có tạo dáng được đâu. Giống như em nãy em tạo dáng đó. Đó, cây nhỏ gì mình mới dễ tạo dáng nè. Đây, em tạo dáng chuẩn bị xuống đất trồng này nha anh em. Đó, cây nhỏ như thế này mình tạo dáng mới dễ. Còn cây lớn tạo dáng rất là khó, giống như cây này nè. Nè, cái này em chiếc cỡ ngút nè, không bao giờ tạo dáng được nha, nó cứng nhắc luôn rồi. Rất là cứng. Đó. Này cỡ lớn cỡ tay út mà, lớn tay út xíu. Nó rất là cứng như thế này, rất là cứng. Với mình trồng nó hao hụt dữ lắm. Nhánh lớn á, về trồng tỷ lệ sống không có cao nha anh em. Còn nhánh nhỏ thì bảo đảm cho anh em luôn, 100% luôn, rễ rất là nhiều luôn nè. Rễ ăn ra khỏi bầu luôn rồi. Đó, anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại em nha. 0979 582 872. Đó, Zalo Facebook số đó luôn nha anh em. Đó, cây nào rễ cũng ăn ra khỏi bầu rồi. Đó, anh em ở xa thì nên mua những cái cây này. Đó, nhánh chiếc thì về tất nhiên nó phải có hao hụt nha anh em. Ít nhiều nó cũng có hao hụt nha. Còn cây vô bầu về là an tâm luôn. Rồi sâm núi trái 100% nha anh em. Đó. Rồi chào tất cả anh em nha. Anh em xem thấy hay cho một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Bonsai TG, Bonsai Tiền Giang nha anh em.